Dạ vâng, thí sinh số báo danh A24, Miên Nguyễn, 8 tuổi. Con ngừng lại, rồi, chào. Chào mọi người đi con. Dễ thương không? Cô ba Sài Gòn. Thí sinh tiếp theo, Olivia Nguyễn, 5 tuổi, số báo danh A25. Thương ghê chưa? Quý vị cho một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần mấy em quý vị ạ. Con ngừng lại, con quay lại. À, chúng ta sao căng không khí nó trầm dữ vậy ạ? Dạ vâng. Thí sinh số báo danh A26, Quỳnh Như Trương, 8 tuổi. Trương ơi, thêm một tí điệu nữa nè. She even know how to walk. She đi catwalk rất là dễ thương phải không quý vị? Xinh ơi là xinh. Đi catwalk rất là chuyên nghiệp ha. Kính thưa quý vị, thí sinh tiếp theo số báo danh A27, Sarah Nguyễn, 8 tuổi. Wow, cái áo dài, những cái hình ảnh rồng phụng đẹp quá. Một chiếc áo dài cổ truyền Việt Nam. Đây là con cháu của bà Trưng, bà Triệu đây quý vị. Dạ vâng, thí sinh tiếp theo số báo danh A29, Yến Trần, 8 tuổi. Và thí sinh cuối cùng số báo danh A30, Joey Lê, 6 tuổi. Wow, hôm nay tất cả các thí sinh của tôi, chúng tôi có tới 30 em thi. Ngày hôm nay, người Hâm nghĩ là đây là một trong những cái năm mà chúng ta có rất nhiều em nhất thi trong giải thi truyền thống áo dài. Rồi bây giờ Nguyễn Hân xin tất cả quý vị cho các em một tràng pháo tay thật lớn để cổ võ cho các em và chúc mừng cho các em. Dạ và bây giờ thì các em sẽ đi một vòng lại trước mặt ban giám khảo và xin mời quý vị giám khảo để ý và chấm kỹ một lần nữa ạ. À. Xin mời các con. Nguyễn Hân nghĩ rằng cái công việc của những người giám khảo bây giờ rất là khó. Là vì em nào nhìn cũng đẹp, cũng dễ thương mà Nguyễn Hân cũng muốn mang về hết trơn á. Mỗi em một vẻ 10 phân vẹn 10. Xinh ơi là xinh. Quý vị mà thấy chiếc áo nào mà quý vị thích nhất thì quý vị phải cổ võ lên, vỗ tay lên để cho các em có những cái hào hứng để các em đi vòng quanh để cho quý vị chiêm ngưỡng những cái tà áo dài Việt Nam tương lai của chúng tôi rất là đẹp như thế này. Và bây giờ ban giám khảo xem thí sinh số báo danh A12 Giang Nghi Kiều. Đúng rồi, các con đi từ từ, rồi các con nhìn lại một chút. Hanali Đỗ. Thí sinh A14, Evelyn Lê, 5 tuổi. Con đi từ từ thôi con. Hình như là bây giờ các em, Thái biết không, bây giờ hình như là các nàng đã đi quen rồi, bây giờ không cần escort nữa. Thí cứ thế là đi thôi. A15, JC Dương. Đi thường quá đi thôi ạ. Thí sinh A16, Jennifer Tạ. Waving it baby. Wow. Thí thường không?
cái tí điều này nhìn hơi quen quen này. Jenny Nguyễn. Em rồi, thấy thương không? Thí sinh số danh A18 Katie Trinh. Thí sinh số danh A20 Kendra Chung. Đi chậm chậm quá. Wow, she got it. Thấy thương chưa quý vị? Đó, đó, thấy chưa? Trời ơi, model của người ta đó. Thả tim luôn, thả tim luôn. 2020, models of the year. Thí sinh số danh A21, Linh Lê. Thí sinh số danh A22 Lê Nguyễn. Đó, thấy chưa? Càng ngày các nàng càng tự tin hơn. Các em càng tự tin hơn và dễ thương hơn. Quay một vòng, con xoay một vòng. Đó. Quý vị đang được gặp thí sinh số danh A23 Miranda Phạm. Thấy thương không? Đó, vậy mới đúng chứ. Thí sinh số danh A24 My Nguyễn. Thí sinh tiếp theo A25 Olivia Nguyễn. Dạ vâng, thí sinh số danh A26 Quỳnh Như Trương. Wow. Đó, hoa hậu tương lai đó bà con. Yeah. Thí sinh số danh A27 Sara Nguyễn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ. Con múa một đường quyền cho cô coi coi thế nào. Múa một đường quyền. À. Thí sinh số danh A29 Yến Trần. Trời thương không? Thí sinh cuối cùng số danh A30 Joey Lê. Dạ vâng, và bây giờ chúng ta sẽ ngắm xem các thí sinh một lần nữa. Phần này là phần final casework. Thì xin quý vị thí sinh nào ra thì cho một tràng pháo tay nữa. Tại vì nãy giờ các em đi rất là nhanh. Bây giờ các em sẽ đi chậm lại để cho quý ban giám khảo chúng ta cùng chấm điểm cho thật công bằng ạ. Xin mời thí sinh thứ nhất A1 Amanda Trần. Thí sinh số danh A2 Angel Kiều. Đây mới là cô ba Sài Gòn nè quý vị. Thấy thương không? Có cái bóp nữa chứ. Ôi Trường ơi. Thí sinh số danh A3 Anh Nguyễn. Thí sinh số danh A4 Anna Nguyễn.
Thí sinh số danh A5 Ashley Nguyễn. Thí sinh số danh A6 Bảo Lâm.